được gửi đến quý ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với liên hoan nhóm ca
phương xa. Con đường phương là kỷ niệm, sầu sương lặng lẽ bên em, đồng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vẫn thương. Khi em chiều trên đôi lặng, phố xa đưa những thật gần. Yeah.
trung học phổ thông Mạnh Đỉnh Chi. Và các bạn thân mến, xuất hiện ở phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen sự trở lại của trường trung học phổ thông Gia Định với phần thi đội hình cổ động.